Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ chị Mỹ Tâm với nha sĩ Phương tại nha khoa Phương Nam. 320 làm Nguyễn Trãi nhé. Mạng cho nha sĩ Phương biết họ tên. Thì con cũng tự xin giới thiệu trước, con tên là Mỹ Tâm, họ Phan, lót chữ Thị, Phan Thị Mỹ Tâm. Ừ, Mỹ Tâm à? Năm nay được 22 tuổi. 22 tuổi, giới tính? Chắc em làm cô gái chứ phải chàng trai. Emotional damage. À, cho bác xin lỗi. Thế hôm nay Tâm đến làm gì nhỉ? Hả? Oh my god. Ô, mình mới gặp nhau mà. Để em được ngả lưng lên một chiếc sofa. À thế giờ Tâm di chuyển lên tầng 6 để bác sĩ chụp phim cho Tâm nhé. A few moments later. Cái kết quả X-quang của Tâm là cái răng số 8 nó chọc vào cái răng số 7. Bây giờ thì bác sẽ nhổ cái răng số 8 này cho Tâm đi nhé. One eternity later. À Tâm thấy thế nào sau khi nhổ răng khôn tại nha khoa Phương Nam nhỉ? Wow. Tâm cho bác xin một feedback nhé. Hình như em bị thôi miên á. Anh mà thích cái cảm giác đó, rất là thích em hôm nay. À thế Tâm dành cho bác 10 điểm chứ nhỉ? Anh nói là hoàn toàn chính xác luôn á. Nhổ răng khôn tại nha khoa Phương Nam, an toàn, nhanh chóng, chuẩn 10 điểm.